Hello, xin chào mọi người, mình là Khánh đây. Hôm nay sẽ là một đề tài về âm thanh F&B, về cho âm thanh về cà phê, về nhà hàng lao búp và nhà hàng tiệc cưới. Chủ đề lần này thì mình sẽ không nói về cách lựa chọn loa làm sao cho phù hợp hay là tính công suất như nào hoặc ra cấu hình như nào cho phù hợp, mà chủ đề hôm nay sẽ là về một cái chủ đề nó có thể là mọi người đã bỏ qua vấn đề này vì mọi người nghĩ nó không quan trọng. Kể cả những anh em đi lắp âm thanh cũng vậy. Đề tài lần này mình sẽ nói về góc phú âm của loa. Một thông số rất quan trọng nhưng mà lại bị bỏ qua rất nhiều trong các trường hợp đã đặt âm thanh F&B. Vậy thì góc phú loa, góc phú âm của loa là gì và nó có ảnh hưởng gì đến việc lựa chọn lên cấu hình và setup một cái hệ thống âm thanh F&B, thì mình với mọi người cùng nhau chia sẻ và tìm hiểu nhé. Bắt đầu thôi. Ok, vậy góc phủ âm của loa là gì? Thì mọi người hiểu như thế này, góc phủ âm của loa là một cái thông số ở trong cái loa, loa nào cũng có, loa nào người nhà sản xuất cũng đưa ra. Thông số của nó sẽ có hai đơn vị, là một đơn vị là horizon và một đơn vị là vertical. Horizon sẽ là theo chiều ngang và vertical sẽ là theo chiều đứng. Tại vì thật ra là thông số này nó hay ghi tiếng Anh nên là mình nói luôn bằng tiếng Anh cho nó dễ. Mọi người nhớ H, nó viết tắt bằng H. H là chiều ngang thế này, phóng ra thế này. V là chiều là dọc thế này đó. Thì mỗi loa nó sẽ có một góc phủ khác nhau. Thường những cái loa full range mọi người hay kiếm á, mọi người hay xài á, thì nó sẽ gọi là góc phủ 60-60 hoặc là 90-90 hoặc là ngược lại là 60-90 hoặc là 90-60, sẽ là tùy theo cái chép còi á, thì cái hình dạng cái chép còi như thế nào sẽ nó sẽ ra cái góc phủ âm tương tự như thế đó. Thì đó là đầu tiên về góc phủ loa đã. Vậy thì cái góc phủ loa nó sẽ ảnh hưởng gì đến việc lựa chọn loa? Đầu tiên mình sẽ nói cái dễ trước, là cái nằm chiều H trước, là chiều ngang trước. Thì mọi người cứ tưởng tượng một cái loa đặt theo chiều ngang như thế này. Ví dụ như mọi người có một quán 5x20 đi ha. Một cái quán rất là vuông vức 5x20 cho mọi người dễ hiểu. Loa mình mọi người lắp hết một bên. Rồi, thế thì với 20m, với một cái loa bình thường góc phủ 60, thường bên mình sẽ lắp 4 cái, 1, 2, 3, 4, ok chưa? Lắp 4 cái, cứ 1 cái cách nhau tầm 5m. Đó. Thì là coi như là phủ đều quán, mọi người vẽ độ ra, mọi người thấy liền. Đó. Tuy nhiên với những cái loa góc phủ nó mở hơn một tí nữa, chẳng hạn như 90-120, thì thực tế mình chỉ cần 3 cái loa là đủ rồi. Đó, mọi người thấy thế không? Góc phủ âm to hơn, chỉ cần 3 cái loa là đã đủ. Đó là về góc phủ ngang. Góc phủ đứng á, thì mọi người nó sẽ khó khăn hơn cho mọi người xíu. Góc phủ đứng bình thường, với những cái loa bình thường trên thị trường, góc phủ đứng lúc nào cũng tầm 60 độ hoặc hơn, có những loa còn cao hơn. Tuy nhiên với cái xu thế hiện nay sử dụng các dòng loa nhỏ gọn, đặc biệt là loa column, thì cái dòng loa column array này nó có một cái vấn đề rất là đặc biệt, tức là góc phủ đứng của nó rất hẹp. Cái loa nào mà càng nhiều, chẳng hạn như càng nhiều cái loa nhỏ, chẳng hạn như bên mình có cái dòng loa IC đi ha, thì cái dòng IC32 thì nó lại là nó có hai củ loa, thì góc phủ đứng của nó đến 60 độ, nhưng IC34 nó bốn củ loa, bắt đầu góc phủ đứng nó giảm lại rồi, nó chỉ còn 40 độ thôi, 40-50 độ thôi. Và cuối cùng cái ông IC38 là cái ông tám củ loa, array 8 củ loa, nhiều củ loa nhất, tuy nhiên càng nhiều củ loa thì góc phủ âm đứng càng nhỏ. Mọi người để ý nó hơi trái ngược một tí. Càng nhiều loa với column array nhé, càng nhiều loa thì góc phủ đứng nó càng hẹp lại. Đó là một cái thông số kỹ thuật mình phải chấp nhận cái chuyện đó. Đặc biệt là nếu mà chuẩn column array là nó như thế, càng nhiều củ loa góc phủ âm càng hẹp. Với IC38 góc phủ âm đứng của nó chỉ còn 30 độ thôi. Thì mọi người tưởng tượng 30 độ nó cực kỳ hẹp. Và với cái góc phủ đứng hẹp như thế này thì sao ạ? Thì cái người nghe, như hồi xưa mình có chia sẻ, tức là cái âm thanh á, từ cái loa nó trực diện vào tai mình, là cái âm thanh chính xác nhất của loa. Nếu mà cái tai mình nó lệch với góc phủ âm của loa thì nó sẽ bị thay đổi, nó sẽ bị thiếu mid, thiếu chép gì đó. Vậy thì với cái loa column array với một góc phủ hẹp như thế thì làm sao? Thì mọi người phải ngồi xa cái loa ra.
mọi người phải xa ra. Nên trong các clip tư vấn hồi xưa của mình, mình hay nói, tức là con IC38, đặc biệt là những con column array, mọi người phải ngồi cái loa ít nhất tầm 4-5 mét, ít nhất là 4 mét, ngồi càng xa càng hay. Với column array ngồi càng xa càng hay, chứ không phải ngồi gần hay nha. Nó khác biệt hoàn toàn với những loa full range truyền thống, góc phủ âm của nó là 60-90. Thì mọi người ngồi, thật ra ngồi gần sẽ tốt hơn, ngồi gần âm thanh trực diện hơn tốt hơn, ngồi xa tí nữa âm thanh bị loãng, công suất nồng độ âm thanh bị loãng. Còn với riêng đặc biệt với column array, mọi người ngồi càng xa nó càng hay. Nếu mình nói về chuẩn column array, đó là như mình nói về column array. Còn những cái loa live array nó khác nữa. Live array dành cho những khách hàng nào mà lắp về nhà tiệc cưới là hay xài này, hoặc những có những hội trường không gian rộng thì live array đặc biệt lắm. Live array á là nó xài âm thanh độ nén, tức là thậm chí góc phủ âm của nó chỉ có tầm khoảng 6 độ. Mọi người tưởng tượng có 6 độ nó rất mỏng, rất mỏng, nó một chút xíu thôi. Đó. Nên á, những cái live array á, thường á là mỗi cái live nó sẽ đáp ứng cho một hàng ghế và treo rất xa, phóng rất xa mới được. Nên là nhiều khi anh em đi lắp á, anh em phải để ý, có nghĩa là anh em kỹ thuật đi lắp á, live array không bao giờ live array mà chơi hai cục. Hai cục nó mới có, nếu mà chuẩn live array nó 6 độ á. Mình đang nói về chuẩn nha, chứ mình không nói về các cái loại dạng loa khác mà tự nhiên nó là full range nhưng mà mọi người quay ngang ra, mọi người làm array thì cái đó nó không phải live array. Về chuẩn live array là góc phủ âm nó rất mỏng, nó chỉ tầm khoảng 6 độ. Cùng lắm 12 độ là kinh khủng lắm rồi, nhưng thường chỉ 6 độ thôi. 6 độ mọi người rất mỏng như thế này thì ít nhất tối thiểu nha, về tối thiểu mọi người phải lắp từ 3 đến 4 cái chồng lên nhau thì bắt đầu góc phủ nó ra từ khoảng từ 18 độ đến 24 độ. Bắt đầu mới đạt. Âm thanh bắt đầu mới đạt. Chứ còn lại nếu mà để mọi người thường em mình thấy đi anh em hay lắp đặt hay lắp còn cái hoặc hai cái, mình lấy lắp cái này xong chống lên cái súp luôn á, rồi mọi người đặt ở phía trên sân khấu mọi người đánh xuống á. Thật ra lắp như thế cũng được, tuy nhiên á, nó chỉ đáp ứng cho gần như là cái hàng đầu tiên thôi. Khi mà hoặc là hàng đầu tiên hoặc hàng thứ hai, làm sao người ta cận cái tai người ta nhất mà nó chỉ đúng một cái tai người ta thì người ta mới đủ chính xác giải thôi. Còn với những cái hàng ghế khác, với những cái chỗ ngồi khác thì coi như là thua, bởi vì góc phủ rất mỏng, góc phủ mọi người tôi tưởng có 6 độ rất mỏng. Đó, nên là về tiêu chuẩn là mọi người phải lắp từ 3 con đến 4 con. Nó phải cao lên, góc phủ nó phải đủ phóng xa ra, ngồi cách xa phải từ 7 mét trở lên, bắt đầu âm thanh nó mới ra tiêu chuẩn. Còn tại sao cái loa live array nó lại làm góc phủ mỏng như thế? Thì nó là dạng âm thanh kiểu tập trung. Tức là sao? Thay vì mọi người đánh một góc phủ âm rộng như thế này thì cường độ âm thanh ở cái vùng đó nó sẽ rất lớn và nó suy hao rất nhanh sau khi đi xa. Chỉ tầm khoảng độ 7 mét nó bắt đầu hết suy hao hết rồi. Bắt đầu nó suy hao chép chiếc rớt này kia, súp xiếc rớt này kia, tu lung tra rồi. Thì còn live array thế sao? Live array âm thanh nó sẽ nén lại. Nó sẽ nén lại một góc phủ rất nhỏ để nó phục vụ cái việc phóng đi xa. À, nên là nhà hàng tiệc cưới nhiều khi chỉ cần thả một cái live array đó phóng xa 50 mét thoải mái luôn, không hề vấn đề. Đó là cái công cụ, cái công dụng của live array. Thay vì mọi người phải rải nguyên một cái vòng cung này kia, đương nhiên thì trong hội trường thì còn rải được kiểu đó, chứ ra ngoài trời làm sao mọi người rải loa hết các khu vực khách ngồi được. Thì mọi người bắt buộc phải xài live array. Thì live array đó thì mỗi cái live nó sẽ đáp ứng cho một hàng ghế như mình đã nói rồi. Nó đánh càng xa 50 mét đánh thoải mái luôn. Thì thật ra thì cái live array này nó cũng giống y chang như mọi người mà mọi người hay nghe nói đến súp cardioid cũng vậy thôi. Súp cardioid thì mọi người mà hai cái súp mọi người ghép với nhau mà mọi người không đánh cardioid á thì chắc qua nó chỉ tăng cường, gọi là tăng cường độ âm thanh ngay tại vị trí đó thôi, cho nó mạnh hơn thôi, nó lực hơn thôi. Nhưng mà về cái việc đi xa nó chỉ hơn chút xíu so với việc mình đánh cardioid. Cardioid là hỗ trợ đi xa. À, cardioid quay ngược lại đánh hỗ trợ đi xa, đánh rất là xa. Thường sân khấu người ta hay xài cái đó và nhà thì cưới cũng hay xài cái đó để tránh trường hợp là cái súp nó đánh ngược lên cái sân khấu, đánh nghe rất là khó chịu. Đó thì mình hơi tạt qua cái phần sân khấu một tí. À. Rồi quay trở lại với chủ đề là góc phủ loa. Thì đó thì cái mọi người có thể thấy, có nghĩa là góc phủ loa, khi mọi người xài một cái loa gì mọi người phải hiểu được cái góc phủ loa của nó là bao nhiêu, nó như thế nào để nó cho nó phù hợp với cái quán của mình. Nhiều khi là mọi người lắp rất là nhiều loa chưa chắc đã hay, bởi vì những cái loa đó góc phủ nó rộng á, mọi người sẽ chọn loa ra nó bị chồng lấn lên nhau. Mà một khi âm thanh nó bị chồng lấn lên nhau thì những cái chỗ chồng lấn đó thì có hai trường hợp xảy ra thôi. Một á, nếu mọi người sẽ đắp chuẩn á thì cái chỗ cộng hưởng, cái chỗ mà nó chồng lấn nó sẽ cộng hưởng lên.
thứ hai mọi người setup sai, nó bị ngược pha thì cái chỗ trồng lấn nó sẽ bị suy hạt. Hai loa đánh càng lớn cái chỗ giữa nó càng không nghe thấy gì. Đó là cái dở khi mọi người không có tính toán được cái góc phụ loa làm sao cho không nó không vừa đủ cái hệ thống của mọi người, mà chưa kể là nếu mọi người lắp kiểu đó nó bị trồng lấn nhau, nó thứ nhất âm thanh nó chưa chắc đã hay, thứ hai nữa là mọi người phí tiền chắc chắn luôn. Và mà chắc chắn là anh em về các khách hàng về đầu tư âm thanh mà cho quán thì đương nhiên là cái phần chi phí đầu tư ra là mọi người quan tâm nhất về phần đó, và một hệ thống mà lắp vừa đủ cho nó là sẽ là quan trọng nhất. Tóm lại câu chuyện là khi mọi người nắm về góc phủ của loa rồi thì mọi người sẽ lên được một cấu hình, sắp xếp được vị trí loa làm sao cho phù hợp quán của mình nhất. Nhiều khi không phải cứ lắp nhiều là hay, lắp ít chắc chắn là không hay, không đủ, nhưng lắp nhiều khi cũng không hay. Mọi người cứ chú ý chính xác thông số. Đầu tiên âm thanh, trong âm thanh đầu tiên mình cứ phải làm đúng đã. Sau khi đúng hết kỹ thuật này kia rồi bắt đầu mới đến setup. Ok, vừa rồi thì mình vừa mới chia sẻ cho mọi người thông tin kỹ thuật về góc phủ loa là gì và ảnh hưởng của nó đến việc chọn sản phẩm cho những quán F&B. Nếu mọi người cần hỗ trợ tư vấn gì thêm với quán mọi người thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp đến Hiền Vũ qua hai số hotline mình để trên màn hình. Còn mọi người có thắc mắc gì thì mọi người cũng có thể comment phía bên dưới để mình có thể giải đáp. Mình là Khánh, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.